gương mặt đượm sương gió. Dáng người gầy gò, có phần khắc khổ. Ấy thế nên nhiều người không giấu được sự bất ngờ khi biết ông là tỷ phú của vùng đất chiêm trũng Thái Hồng, thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ở vùng đất này, vốn dĩ bà con chỉ sống dựa vào ruộng lúa, kinh tế khó khăn nghèo túng. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén của mình, ông Phạm Văn Động đã bứt phá làm giàu bằng con cá. Thúc đẩy cái mạnh mẽ nhất là của gia đình là thu nhập về con cá. Cái sản lượng của con cá thì nhà tôi gồm có 3 ao, nó rơi vào hơn 2 mẫu, thì tổng doanh thu của cá hàng năm ấy là tôi thu khoảng 18 đến 19 tấn cá. Thì doanh thu một năm thì nó cũng rơi vào tầm khoảng được khoảng trên 1 tỷ. Không phải ngẫu nhiên ông Động chọn con cá để làm giàu. Đó là một sự tính toán kỹ lưỡng sau rất nhiều lần thử sức với các loại cây và vật nuôi khác như cam, vải, rồi gà, lợn, vân vân. Chúng tôi rất là tâm đắc về cái chuyện là con cá. Mà con cá là cái thu nhập rất là được nhiều tiền hơn là cái con thả, bởi vì cái giá cả, cái thị trường rất ổn định. Đấy, vậy cho nên là chăn thả cái con cá là nó rất là có, rất là cái hiệu quả cao. Đối với này con gà, con lợn, con ấy thì là có thể là rất cao hơn con cá, nhưng mà ngược lại có những năm là nó không được cao. Thế cho nên là mình tổng quát lại thì là con cá nó vẫn là hơn. Mảnh đất này trước kia chỉ là ruộng lúa. Để có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản, ông Động đã phải dành ra 3 năm tích lũy vốn từ con gà, con lợn để thuê máy xúc về xúc đất, tạo thành ao hồ. Trong điều kiện vốn liếng ít ỏi, chính sách ngân hàng cho vay là eo hẹp, ông Động đã chọn thả những con cá truyền thống như cá chép, chám cỏ. Nhưng rồi, ông nhận ra không thể làm giàu bằng cách truyền thống này. Sau nhiều đêm trăn trở, năm 2008, ông quyết định thử sức với việc nuôi cá rô phi đơn tính để xuất khẩu. Không nên thả những con truyền thống, bởi vì con truyền thống này thu nhập nó rất thấp. Hai nữa là về cái con càng như thế là cái con cao sản bao nhiêu thì mình chăn thả nó lại càng như thế là thu nhập cao hơn. Lựa chọn được hướng đi, nhưng thành công không đến ngay với người nông dân này. Những năm đầu, do thiếu kinh nghiệm nên cá phát triển không đều, thường hay mắc bệnh, chết hàng loạt. Biết bao vốn liếng đổ vào mà không gặt hái được kết quả, khiến ông rơi vào bế tắc. Bế tắc bởi vì như thế là xuống đây khi như thế là mở trang trại đấy, là thiếu vốn rất nhiều. Nhưng mà cái vốn đấy thì là lúc ban đầu có thể như thế là tạo được điều kiện được. Nhưng mà đến bây giờ càng mở ra nhiều thì lại như thế là chăn nuôi càng lớn, thì đòi hỏi như thế là về cái bế tắc là cái đồng vốn. Đứng giữa hai con đường, bỏ cuộc hay tiếp tục, suy đi tính lại, ông nhận thấy nếu bỏ cuộc thì mất tất cả. Vậy là lại kiên trì gầy dựng vốn từ con gà, con lợn để đầu tư vào ao cá. Ông cũng tích cực đi nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân con cá không phát triển được tại quê nhà. Cuối cùng, ông nhận ra vấn đề nằm ở con giống và chế độ phục khí. Về mấy năm đầu ấy thì là chúng tôi chăn nuôi là nó cũng chưa có hiệu quả, bởi vì chúng tôi lấy con giống là nó từ miền Nam gửi ra. Thế đến đợt vừa rồi là chúng tôi như thế là lấy con giống từ cái Đài Loan, Trung Quốc ấy, mà trở về là chúng tôi như thế là chăn là có hiệu quả rõ rệt. Thế còn về cái chăm sóc con cá thì đến bây giờ là chúng tôi là có một cái như thế là kinh nghiệm là chăn là khi con cá là từ 4 nạng trở lên ấy là chúng tôi phải dùng máy sục khí để cho nó đảm bảo. Giải quyết được vấn đề mấu chốt, ông Động yên tâm đầu tư cho trang trại của mình. Từ một ao cá,
ông mở rộng sang 3 ao. Mỗi ao ông thả từ 3 đến 5 con trên 1 mét vuông, tùy theo sự thông thoáng của từng ao. Trong 3 ao này, có một ao ông nuôi riêng cá rô phi, hai ao còn lại ông nuôi ghép với chám cỏ để tận dụng hết nguồn thức ăn tự nhiên trong nước, giúp tăng năng suất cá nuôi. Tỷ lệ nuôi ghép được ông áp dụng là 70-80% cá rô phi, 20-30% cá chám cỏ. Nuôi cá rô phi xuất khẩu đòi hỏi người nuôi phải chủ động nuôi và cho ăn tốt, cá mới tăng trọng nhanh, đạt yêu cầu xuất khẩu. Thức ăn của cá chủ yếu là thức ăn công nghiệp, phải tự chế theo tỷ lệ có đủ chất bột, đạm và các chất vi lượng. Từ khi chuyển sang nuôi cá rô phi theo mô hình này, ông Động lựa chọn nuôi bằng cám con cò viên thả nổi trên mặt nước 6 tiếng. Theo kinh nghiệm rút ra, với cách nuôi này, cá ăn hết, ao sạch, không ô nhiễm, cá lớn nhanh. Sau từ 4 đến 5 tháng nuôi cá, từ 2.000 con trên 1 kg, đã đạt từ 0,5 đến 1 kg một con. Chúng tôi là những người bán đại lý cám thì cũng rất yên tâm về cái những cái mô hình sản xuất chăn nuôi và cái của ông bà Động ở đây. Thì nói chung là cái thu nhập hàng năm của ông bà cũng là ước tính ra cũng như chúng tôi nhìn cũng phải từ 20 đến 30 triệu một tháng. Trước thành công của ông, nhiều hộ gia đình trong xã cũng dịch chuyển từ trồng lúa, chăn nuôi gia cầm sang nuôi thả cá rô phi. Theo thống kê của chính quyền xã Thái Hồng, tốc độ tăng trưởng thủy sản hiện nay cao gấp 7 lần so với thời điểm năm 2008. Hiện nay thì với sản xuất nông nghiệp ở Thái Hồng thì có trên 300 hectare. Đấy. Thì đặc biệt là cái cơ cấu về cái thủy sản là chiếm khoảng độ 40% về cái tổng thu nhập. Đấy, và nhiều hộ gia đình thì đến nay cái đời sống kinh tế trước khi chuyển đổi thì còn khó khăn, nhưng sau khi thực hiện chuyển đổi đến nay thì kinh tế trở nên khá giả và hộ có nhiều hộ là trở nên giàu có. Hiện tại, ông Động đang liên kết với doanh nghiệp bên tỉnh Hải Dương để xuất đầu ra. Thu nhập ổn định mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch của ông là sẽ tích lũy thêm vốn để sang năm 2016 mở doanh nghiệp cung cấp giống và bao tiêu đầu ra cho bà con trong vùng. Theo ông nhận định, thị trường nhập khẩu cá rô phi vẫn đang rất rộng mở ở Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Do đó, nếu thành lập được công ty riêng, sẽ giúp phần thúc đẩy kinh tế tại địa phương. Nếu như thu nhập mà được cao, mà họ cũng thu nhập được cao thì không sợ cạnh tranh, bởi vì là lúc bấy giờ thì là những cái người mà ngày họ đi mua cá họ lại không ép giá lại được, bởi vì là cái vùng chăn nuôi thủy sản tập trung thì là thường là có nhiều như thế là mặt hàng xuất đi. Thế nên là chúng tôi như thế là càng muốn cho nhiều người chăn nuôi cùng như tôi để tạo điều kiện, không để cho như thế là tư thương ép giá. Nếu như nhiều gia đình trong xã động viên con cháu học hành để ly nông thoát nghèo, thì ông Động lại chọn hướng ngược lại, đó là động viên cả con trai và con rể đầu tư vào nông nghiệp, gắn bó với mảnh đất quê cha. Đi ngoài cũng có thể là thu nhập không cao bằng như thế là thu nhập ở tại gia đình. Về đây mà nó có điều kiện, có như thế là khu vực tập trung rồi, mà như thế là lại có cái trình độ đấy, thì có thể như thế là làm ở nhà phát triển gấp đôi lần như thế là đi tham gia công tác.